phân biệt shirimasen và wakarimasen. Khi muốn nói tôi không biết, các bạn sẽ dùng shirimasen và wakarimasen đúng không? Vậy khi nào dùng shirimasen, khi nào dùng wakarimasen các bạn có biết không? Shirimasen được dùng khi bạn không biết chút kiến thức hoặc thông tin về một chủ đề mà đối phương đang đề cập đến. Ví dụ, ja, kore o setsumei shite kudasai. Trong trường hợp này, không biết các bạn sẽ dùng shirimasen vì đây là kiến thức mà bạn không biết. Wakarimasen dùng khi bạn đã suy nghĩ về câu hỏi nhưng không tìm ra câu trả lời. Ngoài ra, wakarimasen còn được dùng trong mọi ngữ cảnh liên quan đến năm giác quan của con người. Ví dụ, asha wa nichiyobi desu ne. Anata wa doko e ikimasu ka? Ngày mai là chủ nhật đấy, bạn định đi đâu? Câu này thì bạn dùng mada wakarimasen, tôi vẫn chưa biết nữa. Vì khi bạn nói về dự định và không yêu cầu về kiến thức hoặc thông tin thì việc sử dụng shirimasen sẽ không thích hợp.